nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn quán cơm từ thiện 2K nha mọi người, 2000 ở Bến Tre nha mọi người, thành phố Bến Tre nha. Các bạn đi theo mình hướng dẫn các bạn nha. Đây là cổng chào công viên Đồng Khởi, các bạn chạy thẳng đây đây. Đây nè, xong mấy bạn bỏ cái con hẻm đầu tiên nha, ở đây là hẻm Thống Nhất, bỏ hẻm này mày đại đi em. Rồi, tới con hẻm thứ hai là đường đi tới quán cơm nha. Đây con hẻm này, trước con hẻm này nó có ghi bảng quán cơm Nhân Thiện 2K nè. Thì mấy bạn vô chừng 100m tới rồi. Đây là quán cơm nha các bạn. Ngồi ra đi. Chào các bạn, đây là quán cơm Nhân Thiện 2000 ở Bến Tre nha các bạn. Mở cửa từ 10 giờ rồi tới 12 giờ là hết rồi. Bạn cùng đi với mình ở đây nha. Đây em. Mấy bạn ghé ăn thì đi vòng qua bên đây xong rồi mua vé để lại qua bên thẳng bên kia nhận cơm nha mấy bạn. Rồi đi thẳng xuống dưới để đưa bạn nhận cơm. Dạ, đi. Quán thì cũng sạch sẽ như này. Đây là muốn ăn gì ở đây ăn. Cơm 2000 chúng ta có một cái thịt gà, một miếng đậu xào, một miếng gà chiên, tay chuối và một chén canh nha mấy bạn, canh mướp cũng ngon lắm. Bữa tới 12 giờ rồi nha. Ngoài cái ủng hộ này, chỉ có 2000 thôi. Đây là số điện thoại và tài khoản ngân hàng để mọi người nào có lòng hảo tâm hãy góp tiền cho quán cơm phát triển nha mấy bạn. Trên đây là các nhà tài trợ cho quán cơm và nội quy của quán cơm.